Các bạn ơi, khi múc nước lên thì tự động nước mạch nó chảy về. Gần với đây thỉnh thoảng tôi hay chia sẻ các cái món ăn ấy. Thì thực ra tôi chẳng biết là hôm nay lại phát hiện ra cái cách ăn vừng ngò hóp theo cái kiểu ngon đặc biệt như này. Thì đây là quy luật của vũ trụ. Mình nhận được cái mà mình lại cho ra xong mình lại nhận được, cho nên nó luôn luôn tươi mới. Và tôi phát hiện ra những cách ăn này một cách ngẫu nhiên, cứ như là có một cái sự sắp đặt đấy. Cái vừng ngò hóp này, cái loại hạt to này đang không biết ăn kiểu gì cho nó ngon, bởi vì thực sự là chẳng được học ở đâu, chẳng ai bảo cho, và chỉ được thừa hưởng một cái vốn liếng của các cụ để lại. Và ở đồng bào dân tộc thì họ có nhiều mà họ ăn cái cách này, nhưng bây giờ thực sự mình ăn và mình cảm nhận nó rõ nét hơn ngày xưa nhờ có những cái không gian tĩnh lặng. Thì đây là một trong những cách ăn mà tôi được xem video cách đây 2-3 năm rồi, nhưng bây giờ và đã làm mấy lần rồi, nhưng mà cái lần này lại ý thức rõ rệt mà ăn thấy nó thơm. Và nếu có khó ngủ ấy, có cảm thấy khó ngủ, thì ăn vài miếng như thế này thôi là giấc ngủ nó đã khác hẳn rồi, chất lượng. Chúng ta bỏ cái hạt vừng sống này ra. Hạt vừng sống này bà con đã quý hóa và làm nó rất cẩn thận. Cần nữa thì mình lấy khăn ẩm mình lau, và nếu không thì thôi, theo tôi chẳng cần. Các bạn cho vào cái cối đá nhỏ. Nếu nhà có cối đá nhỏ và chày đá nhỏ thì mình giã nhanh nhất. Chỉ có vài chục nhát thôi, 20 nhát thôi là nó đã nhuyễn nhừ ra. Thì xôi hoặc là cơm vừa nấu chín xong các bạn trộn nó vào và đậy nắp vung vào trong vòng 5 phút rồi các bạn ăn. Có thể nắm lại cho trẻ con nó ăn đấy, có thể nắm lại hoặc có thể xúc ăn. Nếu mà nắm lại, các bạn đã thấy này, tay tôi ướt nhẹt dầu này mà nó thơm đặc biệt các bạn nhé. Đấy, có một tí này thôi. Thế các bạn cho ít cho nhiều tùy mình, bởi vì nếu mà mình ăn ít thì mình cho vừa, cho nhiều lên tí, mà mình ăn nhiều cơm ấy chẳng hạn thì mình cho ít cái vừng này lại, để cái sự tiêu hao cái dầu béo này nó ở cái mức vừa phải, không nên ăn nhiều và không nên ăn ít. Mỗi ngày trung bình nửa thìa cà phê với dầu thôi. Thế cũng may là nhà tôi có những cái loại cối như này, cối đá đây, xinh á. Có cái chày này mang được từ bên Miến Điện về, chày này Thái Lan. Tuy nhiên các bạn đã bằng một cái chày khác thì nó lâu hơn chút, nhà toàn cối mới chày đấy. Kia là một cái cối nhỏ nữa. Các bạn trước sau cũng nên sắm lên một cái cối, bởi vì đối với cái ngành thực dưỡng này, đối với cái cách ăn thực dưỡng này, những cái loại cối đá nhỏ và chày đá nhỏ rất là quý. Mình không nên lấy tay mình nắm lại như thế. Cái dầu béo này quý lắm, phải liếm đi khỏi phí. Mỗi lần tôi, người tôi nhạy cảm đến mức độ này, mỗi lần tôi ăn cái gì có dính đến omega 3 như hạt chia, như óc chó, không có cái vừng này là cái omega 3 nó chiếm trong cái lượng tỷ lệ dầu là nhiều nhất, ngoài 60%, còn lại là xếp thứ hai mới đến hạt chia, rồi mới đến hạt óc chó, rồi hạt lanh, vân vân. Thế khi mà có cái vừng này rồi thì mỗi một ngày, nếu mỗi một người gặp bạn chắc chỉ ăn thìa phở này. Nhất là cái này rất tốt cho những người ăn chay trường, và nhất là những người ăn thực dưỡng tại Việt Nam, bởi vì là trong sách ấy thì tiên sinh Osama không nhắc tới cái vừng này, mà chỉ nhắc về cái vừng là sesame, là cái vừng kia thì nó lại nhiều omega 6, nó không có nhiều omega 3, cho nên nếu mà bạn nào mà trong người ấy mà có đang viêm nhiễm ấy thì giảm cái vừng kia lại, tăng cái vừng này lên, hoặc là trộn cả hai. Thế nhưng cái vừng kia thì cái cách ăn các bạn biết rồi, nhưng cái cách ăn vừng này nó độc đáo và nó lạ. Và bây giờ tôi khẳng định một lần nữa là các bạn dùng hạt sống nhé, giã ra này,
dầu béo nó dính ở dưới này. Các bạn giã ra xong là các bạn cho vào cơm, cơm vừa mới chín tới, trộn nó vào xong đậy vào. Người dân tộc thì họ hay ăn với xôi. Cái giấc ngủ nó ngon, nó sâu đặc biệt, mà cái mùi vừng này nó thơm đặc biệt các bạn. Chỉ có cái vỏ của nó thì nó cứng hơn cái vỏ của vừng ta một ít. Đấy. Cầu mong rằng Việt Nam mình qua cái mùa Covid này tỉnh ra và khuyến khích cách nào đó để cho nhân dân trồng cái vừng này nhiều lên. Mà không biết tôi có khuyến khích nổi không. Nó rất lợi ích. Sau khi giã như thế này rồi các bạn có thể trộn vào làm bánh, trộn vào các loại bột vân vân. Nhưng mà giã nhuyễn hay giã to là quyền các bạn. Nhưng theo tôi thì giã có điều kiện thì nên giã nhuyễn ra. Nhá. Ăn cái ai đang khó ngủ ăn rất là dễ ngủ. Và may mắn là chúng tôi cũng đã ép được cái loại dầu này. Mọi khi là cái dầu tía tô xanh này, tên Việt Nam nó, tôi biết nó có hai loại tên, hai ba loại tên. Thứ nhất là ngà hóp, thứ hai là vừng hạt tròn giống cổ, thứ ba nữa, thứ tư nữa. Mà cái này nó đang chìm ở trong nhân dân, nó chưa được hiển lộ ra. Hay tôi gõ trên mạng ngẫu nhiên là tôi khám phá ra là nhà nước đã vừa mới có một cái công trình khoa học năm 2019, tháng 7 năm 2019 rồi đấy, tìm ra được cái giá trị của cái hạt vừng này. Nhưng mà không hiểu sao nhà nước chưa quảng cáo triển khai, và thì may mắn là nhân dân đã biết và tự nhau bảo nhau là phát triển. Rất ít người biết giá trị của nó. Tôi phổ biến khoảng 10 năm nay. Nhưng mà cái cô gửi vừng về, cô cứ bảo tốt lắm, chấm hết. Chị ơi, cái đồng bào dân tộc họ ăn như này này, cách ăn như này này. Thế tôi bảo nhưng mà ăn sống thì làm sao? Cô ấy cũng không có nhiều hiểu biết. Cô thấy người ta bán ở ngoài chợ, cô mua về, cô gửi về cho tôi. Tôi bắt cô là phải rang sơ lên rồi mới bỏ vào lọ bán. Thế nhưng cũng ít người ăn mà phản hồi tốt, mà không thấy ai phản hồi mạnh. Thế gần về đây thì bắt đầu là tôi để ý nhiều hơn, là vì tôi ngẫu nhiên tìm ra được cái giá trị của nó ở trên mạng ấy. Và chị Nhi chị gửi thông tin cho tôi thêm để tôi biết nó là mò mẫm. Thế là biết được là nó giá trị kinh khủng. Đấy. Nó vô cùng lợi ích, làm cho tăng trí nhớ nữa. Đấy. Rồi giấc ngủ sâu. Giấc ngủ sâu thì chắc chắn đi bộ với nó là trí nhớ được tăng lên. Thì phát hiện thấy cách ăn này ngon béo thơm quá các bạn này. Béo này. Thì khi làm sữa hạt cho mỗi thứ ít thì lại ưu tiên cho thật.